Hello, mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Helen Phạm Di trú và cuộc sống Mỹ. Lời đầu tiên mình xin chân thành cảm ơn các bạn trong suốt thời gian vừa qua đã theo dõi và ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Rất hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ đó của các bạn. Nếu mà bạn nào thấy chương trình của mình hay, hữu ích cho các bạn trong một số khía cạnh nào đó của cuộc sống thì mong rằng các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho mình hoặc là share giúp mình những video để mình có thêm động lực làm chương trình phục vụ cho các bạn. Chân thành cảm ơn một lần nữa. Bây giờ đang là gần cuối mùa thu ở tiểu bang Texas của mình rồi. Thì vào khoảng ngày 21 tháng 12 là bắt đầu vào đầu mùa đông. Tuy nhiên nhiệt độ bây giờ đã xuống rất là nhiều rồi các bạn. Thời tiết rất là lạnh. Texas thì bây giờ khoảng 50 độ F, tức là khoảng 10 độ C đó các bạn. Thì như các bạn cũng thấy bây giờ tất cả những cái cây ở trong vườn của mình, đây là cây táo tàu này các bạn, nó đều rụng lá hết rồi. Bây giờ nó chỉ trơ rọi như vậy thôi và nó chờ đến mùa xuân thì nó bắt đầu đâm chồi nảy lộc trở lại. Chương trình ngày hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đi tham quan greenhouse của mình. Greenhouse tức là nhà kính đó các bạn. Thì thời gian vừa qua mình không có làm những chương trình về Fig Tree Collection như hồi trước nữa, giới thiệu với các bạn những cái cây sung Mỹ trong vườn nhà mình nữa, là vì thời gian này thì thời tiết bắt đầu lạnh, do đó những cái cây Fig nó không có rô, nó không có phát triển như trước nữa, do đó mình không có làm. Thì mình lo bận rộn làm cái greenhouse, cái nhà kính cho để cho những cây phích vào trong nhà kính để nó chịu được cái mùa đông lạnh đó các bạn. Do đó thì mình không có làm chương trình. Thì mình vừa làm xong cái greenhouse này cách đây khoảng 2-3 ngày thôi. Thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn để cho các bạn tham quan cái greenhouse của mình ha. Thì greenhouse này mình chỉ mới làm sơ sơ đó các bạn, chứ chưa có xong hẳn, là vì mình không có kịp order những cái tấm kiến đó các bạn. Tấm nhựa chứ không phải là tấm kiến nữa, sorry ha, tấm nhựa cong và nó cứng á, thì mình mới bọc phía bên ngoài. Còn bây giờ thì tạm thời mình chỉ dùng bọc ni lông dày để mình làm cái phần bên ngoài này thôi các bạn, làm tạm thôi. Ok, bây giờ chúng ta cùng vào tham quan cái greenhouse của mình ha. Thì greenhouse này mình làm phía trên là cái khung sắt các bạn, và mình lợp tôn trong. Thì tôn nhựa trong này nó sẽ lấy ánh sáng, lấy nắng đó các bạn, cho những cái cây ở trong greenhouse vào mùa đông. Thì cây nó cũng cần có ánh sáng, do đó mình phải bắt buộc làm tôn trong như vậy. Rồi thì ở dưới đây thì mình để những cái cây cây phít, để những cây phít rồi những cái cây mà nó không có chịu được mùa đông đó các bạn. Ví dụ như cái cây cây chanh lá số 8 nè, cây Kha Phờ Lam. Thì cái giống giống chanh này nó xuất phát từ bên những cái nước Á Châu. Hình như là mình nhớ không lầm thì nó xuất phát từ ở Myanmar ha. Và Việt Nam mình cũng trồng được. Thì cây chanh này nó rất là thơm, do đó thì mình trồng để nấu ăn đó các bạn. Nấu ăn hoặc là để pha cocktail bằng cái chanh của nó. Đây, giới thiệu với các bạn cái chanh, cái cây Kha Phờ Lam một chút ha. Ok, thì như các bạn cũng thấy là mình đã cho tất cả những cái chậu phích vào trong greenhouse rồi. Đó, mặc dù là mình đã đưa nó vào greenhouse nhưng mà nó cũng bị vàng lá rất là nhiều các bạn. Nó không có còn xanh tươi giống như là những cái mùa bình thường. Phít thì nó xuất phát từ châu Phi, do đó nó ưa nóng các bạn, nó không có chịu lạnh được. Nếu mà mùa đông mà mình để ở bên ngoài á, thì nó sẽ chết và có thể là nó sẽ không mọc lại luôn. Có một số cái loại phít á, nó chịu được cái mùa đông thì nó mặc dù là nó trụi lá, nó không có phát triển nữa nhưng mà nó không có chết hẳn, mùa xuân nó vẫn tỉnh lại. Nhưng mà còn có những cái loại phích đó thì nó chết hẳn luôn, nó không có mọc lại được luôn. Do đó thì mình phải bắt buộc đưa nó vào ở trong nhà kính như vậy. Và chắc là sắp tới mình sẽ phải mua một cái máy sưởi đó các bạn, cái hít ha, để mình đặt vào trong cái greenhouse này. Thì để mình canh cái nhiệt độ nó bao nhiêu, tùy theo mình chỉnh. Thì để cho những cái cây phích này nó chịu được cái mùa đông lạnh giá ở Texas.
Thì ở Texas mình có những ngày nó rất là lạnh, nó xuống dưới âm độ luôn các bạn. Tức là nó khoảng 20 20 mấy độ F đó. Thì cứ 32 độ độ F, tức là 0 độ C thì 0 độ đó các bạn, thì các bạn cứ tính tiếp theo ha. Đây đây là cái đồng hồ mà mình dùng để đo nhiệt độ. Thì cái nhiệt độ ở trong trong cái greenhouse hiện tại là nó khoảng 62 độ F. 62 độ F. Thì các bạn, mình chỉ cho các bạn cách tính giữa độ F với độ C một cách đơn giản ha. Các bạn cứ lấy độ F, các bạn trừ đi 32, sau đó các bạn chia cho 1.8 thì các bạn ra được độ C. Nhưng mà nếu mà bình thường thì chia 1.8 khó thì các bạn có thể chia 2. Ví dụ như bây giờ là 62 độ F, các bạn trừ đi 32 thì các bạn còn 30, sau đó các bạn cứ chia 2 thì nó còn khoảng 10 15 độ C. Nhưng nếu mình chia 1.8 thì nó khoảng 16 17 độ C gì đó thôi ha. Thì thời tiết buổi sáng là như vậy, nhưng mà buổi tối thì nó lạnh rất là nhiều các bạn. Buổi tối ở đây nó sẽ lạnh hơn ha. Thành ra là mình phải đưa nó vào greenhouse như vậy nó mới chịu nổi. Thì sắp tới ngoài cái tấm ni lông này ra, thì mình sẽ làm một cái lớp tôn nhựa đó bên ngoài đó các bạn, mà tôn phẳng chứ không có lồi lõm giống như tôn này nữa ha. Mình sẽ làm một cái lớp tôn nhựa bên ngoài thì nó sẽ đủ cái độ ấm hơn cho cái greenhouse. Nhưng mà những cái ngày bình thường đó các bạn, những cái mùa bình thường không phải mùa đông, thì chúng ta sẽ gỡ những cái tấm tấm tôn này ra, gỡ hết những cái tấm này ra thì nhiệt độ nó sẽ bình thường giống như bên ngoài. Tức là mình không có muốn phải khiêng đi khiêng lại những cái cây phích này. Do đó thì mình cứ để chúng ở trong cái greenhouse này suốt luôn. Và mình chỉ có việc gỡ những cái tấm tôn nhựa ra thôi, thì là nó sẽ bằng với nhiệt độ phía bên ngoài. Nói chung là trồng phích thì chúng ta chỉ có cực vào cái mùa đông thôi các bạn. Vì chúng ta phải làm cho cái nhiệt độ của nó cân bằng ha, ở trong cái greenhouse nó cân bằng thì cây phích nó mới sống nổi, nó mới vượt qua khỏi cái mùa đông lạnh giá được. Do ở nước Mỹ thì nó không có được cái nhiệt độ mà nóng giống như là ở Việt Nam hoặc là những nước Á Châu khác. Do đó bắt buộc người ta phải làm cái greenhouse để cho thích nghi được với thời tiết thôi các bạn. Thì nói chung là mình mới làm cái greenhouse cách đây có mấy ngày, do đó còn bừa bộn lắm, chưa có chuẩn bị xong gì hết. Hôm nay thì một buổi sáng tương đối là cũng không có lạnh lắm, cũng ấm áp ha, khoảng 17 độ C của các bạn đó. Thì mình giới thiệu với các bạn một chút về cái greenhouse của mình, cũng như là một cái video về phích mà từ lâu nay mình không có làm. Thì có nhiều bạn cũng hỏi mình về việc là tại sao không có làm những cái video về phích nữa. Thì câu trả lời của mình là tại vì mùa đông nó sắp tới, nó không có grow, nó không có phát triển cái cây phích, thì cũng không biết làm những cái video gì về phích. Do đó mình ngưng, mình không có làm. Thì thôi, chương trình ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn cái greenhouse của mình thôi. Đây nè, mình cho các bạn xem đây, những cái phích mùa đông nó không có lớn nữa các bạn. Coi như là nó không có grow, nó không có lớn nữa, nó chỉ nhỏ như vậy thôi nè. Đó thì các bạn thấy là phích nó cần cái nhiệt độ ấm áp ha. Nói chung là nóng nữa thì càng tốt. Nó cần nhiệt độ nóng và nó rất là ghét cái độ ẩm đó các bạn. Nói chung là nó độ ẩm ở trong không khí càng cao thì cái cây phích nó càng không có chịu nổi. Đó các bạn thấy không? Đó mấy cây cây nào mà cứ ra trái mà cứ xanh như vậy không, nó không chín được vào mùa đông các bạn. Nói chung là nó không có đủ cái độ nóng để cho cái trái phích nó phát triển, nó lớn và nó chín. Do đó nó cứ nhỏ như vậy thôi ha, thì mình chịu thôi. Mùa đông mà mùa xuân nó sẽ phát triển trở lại tốt hơn. Mình sẽ tưới phân cho nó thì nó sẽ phát triển trở lại tốt hơn. Nói chung là mình hiện tại mình đã có 36 giống phích khác nhau rồi các bạn. Những loại phích mà vợ chồng mình sưu tầm á, là những cái loại phích nó cũng thuộc dạng là loại hiếm các bạn. Ví dụ như là Black Madea KK nè ha, rồi BFF nè, rồi Golden Riverside ha, Golden Ramble. Nói chung là rất là nhiều. Chồng mình thì nhớ hết tên được những cái loại phích này, còn mình thì không có nhớ được nhiều. Mình chỉ nhớ được một số giống
tương đối là dễ nhớ thôi. Thì một hôm nào đó mình sẽ làm tiếp những chương trình về về phích, khi mà những cái cây phích này nó rô trở lại vào mùa xuân ha. Mình sẽ làm những chương trình về phích, thì mình lúc đó mình sẽ học những cái tên của những loại phích trong vườn của mình để mình nói chuyện với các bạn, chứ bây giờ thì mình không có nhớ được hết. Thì những bạn nào mà ở nước Mỹ, mà ở những tiểu bang mà lạnh đó các bạn, ở những tiểu bang miền Bắc á, thì khá là lạnh. Thì do đó các bạn nếu mà chơi phích á, trồng phích, thì các bạn bắt buộc cũng phải làm những cái greenhouse giống như mình thôi. Chứ còn các bạn để phía bên ngoài thì nó không thể nào sống nổi hết. Và nó chết hẳn luôn đó các bạn. Nếu mà lạnh quá thì nó chết hẳn luôn. Thì nói chung mình làm greenhouse này nó cũng có cái lợi các bạn. Mình không có đặt cái gạch hay là xi măng gì ở dưới hết. Thì mình sẽ trồng một số cái loại phích vô đây luôn, trồng hẳn luôn, chứ mình không có bỏ nó trong những cái thùng như vậy nữa. Nói chung là bỏ trong thùng thì cũng chỉ được khoảng 1 năm rưỡi 2 năm là mình phải lấy ra rồi các bạn. Vì diện tích của cái thùng mà 5 gallon này nó không có đủ để cho cái phích nó phát triển, nó lớn được. Nó phải bộ rễ nó không có lớn được, nó không có sai trái, nó không có tốt được. Cho đó thì bắt buộc phải trồng dưới đất. Thì mình đã trồng một cái cây dưới đất rồi nè các bạn. Đó, mình trồng một cái cây ở dưới đất luôn. Thì ít nữa mình sẽ trồng một số cái cây phích ở dưới đất luôn, để cho nó phát triển tốt. Trồng ở trong greenhouse này thì cái độ cao mình phải cắt nó đi, mình trim nó đi, giữ cái một độ cao nhất định thôi. Thì mình trồng suốt trong này luôn. Đó, ok. Ở đây là một số cái cây mà nó cũng không sống nổi vào mùa đông, do đó mình đưa nó vào greenhouse. Thì giống như sứ nè các bạn, và nha đam ha. Đó, thì mình trồng được một số loại phích như vậy. Và mình giới thiệu với các bạn greenhouse của mình trong chương trình ngày hôm nay. Ok, có lẽ mình kết thúc chương trình ở đây. Mình chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ và tốt lành nha.